kính thưa các cô chú và các anh chị các bạn, à, hôm nay ngày 3 tháng 5 đã có lịch à, xử lý và cập nhật hồ sơ tại trung tâm chiếu kháng visa NVC. À, chúng ta cùng xem à, NVC đã giải quyết và xử lý hồ sơ như thế nào cho đến ngày hôm nay là ngày 3 tháng 5. Vào ngày 3 tháng 5 thì tại NVC đã làm việc đến những hồ sơ mà họ nhận từ à, USCIS là tức là lịch sở di trú à, từ ngày 21 tháng 4 năm 2021, tức là từ sở di trú USCIS họ chuyển hồ sơ qua NVC và nếu mà NVC nhận được từ ngày 21 tháng 4 thì họ đã bắt sẽ bắt đầu gửi à, cho các bạn cái số uh, invoice number, cái số invoice number để làm gì? cái số invoice number để các bạn log vào trang web của NVC đây đây là link của trang web NVC các bạn vào để các bạn đóng tiền uh, visa và ba trợ tài chính 120 và hai uh, 230 cho một uh, một cái đế 260 sau đó thì uh, các bạn sẽ upload, uh, sẽ bảo, uh, làm 6 bước để uh, submit mấy cái uh, civil document và cái form bảo trợ tài chính À, nhắc các bạn là nếu các bạn à, qua ngày 15 tháng 5 thì các bạn phải làm cái bộ đại chính bộ đại bộ bảo trợ đại chính của à, hồ sơ thuế năm 2020 nha các bạn. Là hồ sơ thuế mới mới nhất. Vì thế năm nay thì à giả thuế giờ vào deadline là ngày 17 tháng 5. À, nếu mà qua ngày đó thì chúng ta phải submit nhưng mà bây giờ nếu mà à, chúng ta mở bỏ hồ sơ thì nên submit bộ bộ trợ tài chính mới vào ngày 3 tháng 5 thì chúng tâm chứng khoán visa nvc đã um, xem xét những cái document những cái document những cái hồ sơ của các bạn gửi đến submit vào ngày 27 tháng 3 năm 2021 tức là các bạn đã điền đầy đủ uh, À, các cái cv các document, rồi bảo vệ chính rồi các bạn nhấn cái nút submit lên uh, nvc thì họ sẽ phản hồi lại cho các bạn là đã hồ sơ đã completed hay chưa là đã, đã hoàn tất hay chưa nếu đã complete hay chưa rồi á thì các bạn phải chờ uh, khi mà cái ngày ưu tiên của các bạn vượt qua cái lịch cho đã hạ visa của uh, diện bảo lãnh của các bạn thì lúc đó thì nvc mới bắt đầu gửi thư mời phỏng vấn ra còn nếu mà họ báo uh, bất kỳ cái thiếu về vấn đề nào đó không đủ hoặc là giấy tờ nào nó, nó mờ silver bên là mờ hoặc khách hạn hoặc như thế nào họ báo là request thì các bạn phải Upload đó là cái giấy tờ đó nhé vào ngày 3 tháng 5 thì NVC đã phản hồi trả lời cho những cái inquiry những câu hỏi mà họ nhận từ ngày 19 tháng 4 uh, nếu các bạn à, có những câu hỏi nào thắc mắc thì họ cũng sẽ đời trả lời cho bạn nếu các bạn đã submit vào ngày 19 tháng 4 và tức đó nếu các bạn bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn lên căn web của NBC chẳng hạn như là hỏi khi nào phỏng vấn hoặc là khi nào hồ sơ của bạn được mở khi mà cái lễ ngày ưu tiên của bạn đã đến hoặc vượt qua lịch đó hạn visa hoặc là lịch mở hồ sơ thì các bạn vào trang web của vị trí chú ha các bạn mà click vào Ask NVC đây là cái public inquiry của NVC thì à, thường thông thường thì à, à, chúng ta submit thì họ sẽ một hai tuần họ sẽ trả lời chẳng hạn như cái ở đây họ nói là 19 à, họ nói là vào ngày 13 tháng 5 là hôm nay thì họ đã trả lời đến 19 tháng 4 hôm nay là ngày mười chín tháng tư là bao nhiêu? Chúng ta đoán thử là mười chín tháng tư thì chúng ta cho đó là cũng hai uh, tuần rồi. Đó, này thường hai tuần họ sẽ trả lời. Um, hay hai dùng hai trả lời đó để cha gửi cái inquiry cho họ và đây là cái mẫu nha các bạn đây là cái mẫu uh, mẫu đơn các bạn kiếm vào mẫu đơn và có bất kỳ câu hỏi nào cái mẫu đơn đó thì các bạn uh, hỏi nhé ok đây là những thông tin mới nhất về uh, lịch uh, xử lý và cập nhật hồ sơ của trung tâm chiếu cáo visa đến đến ngày 3 tháng 5 năm 2021 Cảm ơn các bạn đã theo dõi